Hello, xin chào tất cả các anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại channel của mình. Ngày hôm nay mình sẽ mang đến cho anh em một video mới ha. Tại vì mình muốn nói với anh em là mình không phải là một pilot xin ha. Mình là một pilot dạng bình thường thôi ha. Chủ yếu mình nghiên cứu về những cái vấn đề về kỹ thuật là chính ha. Hơn là việc là mình thực hiện những cái cú bay, những cái shot bay ha, cinematic đẹp này nọ các kiểu ha. Thì nói như vậy để anh em biết được rằng mình chỉ là một con người bình thường nha. Và bạn, coi như những kinh nghiệm mình chuẩn bị chia sẻ cho anh em trong video này, nó cũng chỉ mang tính chất là trải nghiệm của cá nhân thôi nha. Chứ nó không phải là nằm nhiều trong bất kỳ một cái trường phái, một cái lĩnh vực nào mà nó gọi là chuyên nghiệp nha. Nó chỉ đơn giản là những cái cảm nhận của cá nhân thôi. Thì mình xin chia sẻ với anh em về cái kinh nghiệm sử dụng các thiết bị của mình. Nó bền bỉ, nó gần như là nó an toàn nhất nha, mà mình đang thực hiện nó hàng ngày nha. Và cụ thể là nó sẽ như thế nào, ok, thì mình sẽ chia từng phần ha. Trước tiên ấy, mình sẽ xin trình bày về vấn đề về chuyên môn trước của mình, đó là vấn đề về pin nha. Làm sao để có thể sử dụng pin nó bền bỉ, nha, lâu dài, nó ít hỏng hóc, ít phù nề, bị chai nhất có thể nha. Thì theo kinh nghiệm của bản thân mình, với góc độ là mình là một người làm về kỹ thuật, thì mình thấy rằng việc sử dụng những viên pin đó, chúng ta nên hạn chế sạc viên pin nó quá đầy, và nên hạn chế việc xả viên pin nó quá cạn. Đó là hai cái yếu tố mà sẽ giúp cho viên pin chúng ta trở nên nó bền bỉ hơn. Sạc quá đầy là sao và sạc quá cạn là sao? Sạc quá đầy tức là anh em luôn cố gắng nhồi nhét nó sạc ở mức 100%, 100%, 100%, 100%, rất là dồn dập nhiều lần. Ví dụ như anh em bay hết, anh em lại cố nhồi lên 100%, hoặc anh em bay không hết, anh em cũng cố nhồi nó lên 100%. Thì cái việc mà anh em cố nhồi lên 100% ha, nó sẽ làm cho viên pin chúng ta nhanh nó bị xuống cấp hơn ha. Vì việc nhồi cái điện áp nó luôn đầy ở trong viên pin đó, nó sẽ gây cho cái viên pin chúng ta một cái áp lực nha anh em. Và khi nó gây những cái áp lực đó, nó sẽ làm cho viên pin chúng ta nó nhanh chóng nó bị giảm chất lượng ha anh em. Đó là một cái vấn đề thứ nhất. Hai là việc xả pin quá cạn, tức là anh em cố bay cho nó kiệt viên pin, sạch sẽ viên pin ha, bay để đạt được thời gian bay nó lâu nhất có thể ha. Là anh em vắt cho nó hết cạn kiệt tới 0% mà bay dưới 0% luôn. Thì đặc biệt là những anh em xài pin độ, anh em hay có cái tâm lý là bay cho đủ tiền, bay cho nó đã, hay là bay cho nó coi như là nó hết khả năng nhất có thể của cái viên pin. Tại vì vì mua một cái viên pin độ thì nó cũng tương đối là mắc tiền. Thì anh em cố anh em vắt anh em vào cái viên pin cho nó đủ với cái số tiền mà anh em bỏ ra. Và viên pin độ hay là viên pin zin của hãng thì nó cũng sẽ có chất lượng như nhau thôi. Và anh em cố anh em vào anh em vắt kẹt viên pin cho đến hết, cho đến cạn ha, thì viên pin của chúng ta nó sẽ nhanh, rất là nhanh chóng bị suy giảm chất lượng nha anh em. Đó là hai cái yếu tố then chốt đầu tiên mà dẫn đến cái viên pin chúng ta nó kém bền. Thứ ba nữa là anh em lưu trữ pin ha. Rất là nhiều anh em không biết cái việc lưu trữ pin. Pin chúng ta, nhà sản xuất khuyến cáo khi không sử dụng quá 2 ngày, trong 2 ngày mà anh em đã không sử dụng hết, thì anh em phải xả nó về 60% hoặc tối thiểu là dưới 85% nha, dưới 85% nha anh em. Đó, thì sao? Tức là khi trong một thời gian rất là dài, từ 2 ngày trở lên mà chúng ta không sử dụng pin, thì chúng ta phải kéo cái điện áp, kéo phần trăm của nó xuống thấp ở mức tốt nhất là 60% ha. Thì thông thường những cell pin mà người ta bán ra để cho những người kỹ thuật người ta mua về để người ta làm pin đó, thì họ thường là sẽ sạc cái viên pin đó ở 60% nha. Họ sẽ sạc những cell pin đó ở 60% để gì? Để chúng ta có thể lưu trữ nó trong một thời gian rất là dài mà nó không làm gây, nó không gây cái chuyện mà suy giảm chất lượng của cái cell pin đó. Đó, thì họ sẽ sạc 60% mà họ để đó có khi 5 tháng, 6 tháng, 1 năm hoặc lâu hơn, thì chất lượng pin nó có giảm đó, nhưng mà nó sẽ giảm rất là ít nha. Và 60% là một con số mà tất cả các nhà sản xuất cell pin đều khuyến cáo nha. Nó áp dụng cho tất cả các loại pin luôn, chứ không có nói riêng gì pin lithium ion hay là pin
Libo ha. Tiền pin nào cũng cần nên đã mức 60% đó là một cái mức rất là lý tưởng nha. Đó là ba yếu tố mà giúp cho viên pin của mình có thể là nó sẽ kéo dài tuổi thọ hơn, nó bền bỉ hơn, nó ít bị phù hỏng đột ngột hơn nha. Và một yếu tố nữa anh em cũng nên quan tâm, đó là về vấn đề nhiệt độ nha. Thì nhiệt độ khi mà viên pin chúng ta mới bày xong mà nó nóng, tốt nhất anh em phải để một cái nơi nào đó cho nó mát mẻ để cho nó giải nhiệt ha, cho nó tự nó làm mát tự nhiên ha, chứ đừng có giấu nó, đừng có đút nó vô trong những cái túi ha, ủ những cái nhiệt độ lại là cho cái nhiệt độ nó thoát ra ngoài nó chậm á, và như vậy thì nó sẽ làm cho cái viên pin của chúng ta nó sẽ nhanh bị lão hóa hơn, nhanh bị chai phù hơn ha. Nhiệt độ chính là sát thủ nguy hiểm của pin ha. Đó là thứ nhất, đó là về phần pin cơ bản nè. Chúng ta chỉ đơn giản là giữ 60%, không nên cố sạc nhồi cho nó quá đầy, mà cũng không nên cố xả cho nó quá cạn, là coi như nó đã ok rồi, là rất là ok về phần pin này nha. Về tiếp theo, về phần máy bay điều khiển sử dụng sao cho nó bền, thì theo bản thân mình nha, anh em sử dụng máy bay hay bất kỳ một thiết bị điện tử nào, thì thứ nhất là chúng ta cần phải tránh những nơi mình nó quá ẩm ướt nha, nó quá nhiều nước, tức là những khi trời nè mưa nè, trời sương mù nè, thì những trời đó thì tốt nhất là không nên bay. Hoặc sau khi bay xong thì tốt nhất nếu có thể chống ẩm được cho nó thì chúng ta hãy nhanh chóng chống ẩm cho nó, làm cho nó khô đi nha. Khô đi bằng cách nào? Bằng cách hút ẩm ha, để trong phòng máy lạnh nha. Nhưng mà đừng có sấy nóng đó nha. Đừng sấy nóng nó thì linh kiện nó không có bền đâu. Nha, chúng ta để trong phòng máy lạnh cho nó hút ẩm, rồi chúng ta để một trời thoáng để cho ẩm ha. Chờ cái ẩm nó bốc hơi đi, nó đừng giữ cho máy ha. Những trời đó, những cái thời tiết mà ẩm nóng nè, nhiều hơi nước nha, đó là những cái điều kiện làm cho cái máy móc chúng ta nó kém bền đi, vì bởi vì cái hơi nước sẽ là cho linh kiện nó bị oxy hóa nha. Đó, cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái cách điều khiển máy bay của anh em nó cũng quan trọng lắm nha. Anh em bay làm sao á mà cho nó mượt mà nhất có thể nha. Mình nói anh em nha, anh em đã chơi flycam nha, thì anh em hãy nghĩ tới cái chuyện là chúng ta bay làm sao cho nó mượt mà nhất nha anh em. Bay mượt mà nhất nha, chứ đừng có bay mà kiểu mà giống như là anh em bay FPV nha. Hãy bay làm sao cho nó mượt mà nhất có thể nha. Mình nói anh em nha, đó là sao? Chúng ta bay hạn chế giật cục, tức là bay sao cho nó đều tay như thế này nè đó. Ngay cả khi anh em thắng lại, anh em không muốn tiếp tục bay nữa, thì anh em cũng hãy buông cái tay điều khiển ra một cách nhẹ nhàng, buông từ từ ra thôi anh em, buông chậm rãi ra thôi nha. Đừng có buông mà buông giật thấp thấp mà buông cái tay joystick giật đó, thì kiểu đó nó sẽ làm cho cái phần motor, phần cánh quạt của chúng ta nó sẽ bị sốc nha, nó sẽ bị kém bền đi rất là nhiều nha. Nó sẽ có đôi khi nó sẽ có vài trường hợp nó bị giật gió mạnh hay gì thế nào đó thì nó có thể lật luôn cả máy bay luôn nha anh em. Trước khi anh em muốn dừng lại thì anh em hãy buông rồi stick ra nhẹ nhàng từ từ, đến khi để cho nó giảm tốc từ từ xuống trước khi mà nó dừng lại hoàn toàn ha. Thì như vậy là sao? Motor nó sẽ không có phải chịu tải những cái cú thắng gấp đó. Nó sẽ bền cái máy hơn, nó sẽ bền cho cả hệ thống motor, bền cho cả hệ thống máy bay ha. Và cách thành phần linh kiện ở bên trong nó cũng không có bị sốc nha. Là sẽ giúp cho chuyến bay chúng ta trở nên an toàn hơn rất là nhiều luôn. Thứ ba nữa là anh em bay thì cố gắng hãy quan sát về thời tiết. Ví dụ như những ngày trời gió rất là to mà anh em muốn bay, thì tốt nhất chúng ta hãy cầm lái cho nó thật là vững vàng. Khi mà máy nó có những cái cảnh báo về gió này nọ thì anh em phải bay thật là nhẹ nhàng, thật là từ tốn nha. Chứ đừng cố gắng lội ngược dòng, bay ngược gió, vừa mới tốc độ cao chuyển sang chế độ sport này kia ha. Đó là những cái thứ mình sẽ làm cho thiết bị chúng ta rất là nhanh hư hỏng, không những hư hỏng máy mà còn hư hỏng luôn cả về pin nữa. Lúc đó những thứ, những cái phần linh kiện nó sẽ làm việc công suất và cường độ rất là cao, thế là nó sẽ nhanh chóng nó bị giảm cái tuổi thọ đi rất là nhanh nha anh em. Đó là những kinh nghiệm của mình khi mà sử dụng các thiết bị điện tử nói chung và máy bay nó riêng ha. Cái cách mà chúng ta điều khiển, cách mà chúng ta sử dụng nó sẽ quyết định đến độ bền của cái máy đến khoảng 80% nha anh em. Cũng như là vấn đề về tai nạn nữa. Anh em bay thì nhớ chú ý quan sát kỹ trên màn hình những cái vật có thể xuất hiện và làm cản cái đường bay của cái máy bay nha. Anh em nhớ chú ý quan sát kỹ giùm mình. Đừng có lo mà quay mà không có quan sát xung quanh. Chúng ta phải quan sát lúc này, lúc kia, lúc nọ trên cái màn hình của chúng ta.
phải quan sát, phải dò đường trước khi bay, tốt nhất là nên dò đường kỹ trước khi bay cái nữa cho mình nha. Đó, chính là quan sát địa hình địa thế xung quanh, rồi chúng ta cài đặt những thông số return home này kia, tất cả đầy đủ, rồi hãy thực hiện chuyến bay ha. Chứ đừng có mà cắm đầu bay lên ha, đặc biệt là bay bằng sang ngang cái những cái dòng máy không có cảm biến đó. Anh em bay sang ngang một phát rồi ha, nó không có thấy, mình đâu thấy được bên hông đâu. Va vào một cái cây, nó va vào cộng dây điện, và thế là rớt này ha. Đa số những trường hợp máy bay rơi, máy bay hư hỏng đều đến từ người dùng là chính nha anh em. Mình thấy hầu hết các trường hợp đến từ người dùng, chứ rớt rất là hiếm có những trường hợp tai nạn rơi rụng này kia là do nhà sản xuất nhập, do các thiết bị của nhà sản xuất làm ra nó bị lỗi nha. Hiếm lắm khi người ta đã làm ra một cái thiết bị, người ta đã cho nó thử nghiệm rất là nhiều lần ha, người ta đã tinh chỉnh rất là nhiều thứ, người ta đã có những cái cuộc thử nghiệm nó rất là gắt gao để đảm bảo rằng khi nó vận hành trong thực tế ha là nó sẽ ổn định nhất. Thì thành ra là cho nên là cái chuyện mà thiết bị nó hư hỏng á, nó khó lắm anh em, nó khó có xảy ra lắm anh em. Thậm chí là những đồ độ chế luôn, thậm chí những đồ độ chế, nhưng mà nếu anh em tìm những cái nơi mà độ chế uy tín, chẳng hạn như mình thì nó cũng là không có đến nỗi phải lo về cái vấn đề thiết bị ha. Nó sẽ làm hại cái thiết bị, nó sẽ làm hại cái máy của anh em, làm cái máy anh em nó bị rơi rụng nha. Đó, thì đa số mình thấy những trường hợp rơi rụng đều là xuất phát từ bản thân của người sử dụng là chính nha. Mình thấy rất là nhiều luôn. Đó, thì khi mà anh em hay nhớ quan sát thật kỹ ha, trước khi mà chúng ta thực hiện chuyến bay của chúng ta nha. Ngoài những cái việc về về luật pháp này kia cái nọ, thì chúng ta nhớ vấn đề con người ha, vấn đề con người rất là quan trọng, và nhớ quan sát kỹ mọi thứ trước khi ha, trước khi thực hiện chuyến bay đó. Thì qua những cái chia sẻ của mình rất là đơn giản thôi, đó là những cái chuyện rất là đơn giản thôi nha, nó sẽ giúp cho anh em có thêm được những cái chuyến bay nó an toàn. Và mình cũng hy vọng là anh em hãy nhớ những gì mà mình nói ở đây nó không phải là gì cao siêu, nhưng mà nó là sự trải nghiệm của cách nhìn của bản thân mình. Ở xưa giờ mình bay chưa có bị rụng bất kỳ một con nào vì cái lý do của cá nhân hết nha. Cho nên là anh em cũng cứ tin tưởng đi, không phải đến nỗi đâu. Mình không bao giờ lừa anh em cả. Tất cả những video mình đã từng làm trên kênh YouTube của mình đều không có kiếm lại được bất kỳ một cái lợi nhuận hay một cái lợi ích nào. Cho nên là những gì mình chia sẻ cho anh em hoàn toàn là những thứ mà bản thân mình trải nghiệm có được nha. Và mình từng bay, thời gian bay cũng rất là nhiều rồi, cho nên là nó cũng không có đến nỗi loại là nó quá tệ ha. Vì vậy cho nên là anh em cứ thử làm theo mình ha, làm theo những gì mình nói, bay nhẹ nhàng, từ tốn, bảo quản ha, pin này kia đồ nó đúng theo tiêu chuẩn, thì chúng ta sẽ có một thiết bị nó rất là bền, tuổi thọ rất là lâu và sử dụng nó rất là an toàn, tự tin nha. Bay ở tầm cao, tầm xa rất là thoải mái, không có lo lắng thì nó sẽ bị phát sinh một bất kỳ một vấn đề gì cả nha. Đó là như vậy thôi. Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi video và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Thì hiện tại đang là mùa mưa bão nha, nhưng mà ở dưới quê thì không gian chống trải thoải mái, thì cho dù có mưa có bão thì cũng bay phi phay hay không có gì về sợ hết. Thì mình đang thực hiện chuyến bay là tại quê nhà của mình, với đồng lúa rất là đẹp, đúng không? Đồng lúa rất là đẹp, nhưng thảm lúa rất là dày. Mình đang bay viên pin Blue vỏ 3D nha. Dung lượng là 3580 và mình đang thực hiện chuyến bay ở quê nhà rất là đẹp, hay anh em. Quê mình chỉ có lúa như thế này thôi. Đấy. Mình sẽ quay vài shot, quay vài đường để cho anh em xem nhé. Anh em có thể kết thúc và tắt video ngay tại đây nhé.